thơm quá. Khi mà vào cái quán hủ tiếu này, cái điều đầu tiên mà mình ấn tượng đó là cái mùi thơm, cực kỳ thơm luôn. Rồi các bạn nhìn này. Đây là thơm đầy đủ anh. Này hủ tiếu lòng. Hủ tiếu lòng. Kêu số 10 đi Hiếu. Số 10 là kêu 3 câu đặc biệt thôi. Ở đây ai số 10 3 câu không? Đó, sợ hủ tiếu này. Hấp dẫn chưa? Anh Dũng có chạy nước miếng chưa? Đây này. Chạy nước miếng ngay từ khi bước vào quán rồi. Các bạn thấy này, một tô đầy đủ này thì cái lượng hủ tiếu rất là nhiều nha. Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo mình. Hiện tại thì mình và Diễm đang có mặt tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nhé các bạn. Hôm nay là ngày đầu tiên mình quay trở lại với ẩm thực đường phố Sài Gòn. Sau hơn một tháng mình đi Tây Bắc và ra đảo Lý Sơn lấy tỏi về Sài Gòn các bạn ạ. Và phải nói là ngày hôm nay mình vô cùng nhớ khán giả kênh Phạm Dũng luôn. Tại vì ngày hôm qua là do rất nhiều lý do mà mình không có quay được clip. Nên là ngày hôm nay thực sự là mình rất là sốt ruột để quay được một cái clip như này và gặp lại khán giả kênh Phạm Dũng các bạn ạ. Và lý do mà ngày hôm nay mà mình lên trên tận Củ Chi này để quay clip, tại vì đây cũng là một quán ăn rất là đặc biệt. Điều đặc biệt đầu tiên đó là một món ăn rất là ngon, hủ tiếu Nam Vang. Và điều đặc biệt thứ hai đó là chủ quán hủ tiếu Nam Vang này là một khán giả vô cùng thân thiết của kênh Phạm Dũng. Thứ nhất là xem kỹ này, và thứ hai là mua rất là nhiều các cái mặt hàng mà bà Diễm đang bán. Để biết là bạn Diễm có ấn tượng nhiều với vị khán giả đặc biệt không bạn Diễm? Xin chào cả nhà nha. Thật ra đây là quán hủ tiếu A Được. Và cái người mà gọi là mua hàng của Diễm là chú Được. Chú đã mua yến của Diễm cách đây tầm khoảng 2 năm. Và mỗi một lần mua là 5 hộp. Thì tính tới thời điểm mà trong 2 năm qua thì chắc chú phải dùng là tầm khoảng số lượng là 6-7 kg đủ lên chứ không dưới 6-7 kg yến. Mà yến là yến hàng loại 1 nha, loại thượng hạng nha các bạn. Thì ban đầu là Diễm không biết. Thì sau này thì anh quản lý cửa hàng Phan Diễm thì nhà gần đây, thì anh mới nói là người mà đi giao ở đây thì biết xác nhận là chú Được ở đây có quán hủ tiếu rất ngon là thường xuyên mua hàng. Thế thì ngày hôm qua là khi mà Diễm về cái tỏi ấy, thì chú mới gọi là đặt 2 kg tỏi tép, xong rồi chú lại lấy thêm là 3 lạng yến. Thế mình mới suy nghĩ là thế mình thứ nhất là phải lên hỏi thăm sức khỏe của chú này, với lại cái thứ hai nữa là mình cũng muốn giới thiệu cái tiệm hủ tiếu này, tại vì đây là một trong những tiệm hủ tiếu mà Diễm được biết là rất là nổi tiếng ở khu vực Củ Chi này các bạn ạ. Cũng hơi buồn chú một xíu là mặc dù chú mua rất là nhiều hàng các bạn Diễm, nhưng mà chưa bao giờ tiết lộ là chú là chủ quán A Được cả. Chỉ có anh nhân viên ở cửa hàng bạn Diễm đi giao hàng cho chú thì mới biết là đây là một quán hủ tiếu vô cùng ngon và nổi tiếng tại Củ Chi. Trước khi đi vào trong này thì thật sự là Diễm đầu tiên là Diễm cảm ơn khán giả của kênh Phạm Dũng rất là nhiều. Tại vì trong 3 ngày qua tới thời điểm ngày hôm nay này là mọi người mua tỏi với tốc độ là báo đơn luôn các bạn. Thì mình gọi là đóng đơn liên tục luôn mà không kịp để gửi hàng. Thì ngày hôm qua thì lại phải cảm ơn anh Dũng. Thì các bạn thấy là ngày hôm qua thì không có lên video, tại vì hàng hóa quá nhiều luôn, không xử lý kịp. Thì mình đi làm xong hết thì nó khá là trễ, nên là cũng không có kịp cái thời nhiều thời gian để đi tìm quán ăn. Thì mong rằng các bạn thông cảm nha. Thực ra là do là cái công việc tại cửa hàng quá bận rộn, và sau khi bạn Diễm xong thì không còn đủ thời gian để mà tìm quán ăn review nữa. Thì bây giờ mình vào trong quán để mình gặp vị khán giả đặc biệt này nha. Đấy, quán hủ tiếu Nam Vang A Được. Đây, bây giờ mình vào đi thăm, chắc anh Dũng chưa biết chú Được là chú nào đúng không? Mình chưa biết chú Được là ai cả. Thì bạn Diễm xem là ở đây ai là chú Được. Chỉ có chú đang ngồi đó. Có chào chú. Có chào chú ạ. Nãy mới nghe tiếng hôm nay mới thấy đẹp trai ghê. Dạ. Đẹp trai, chú khen đẹp trai. Con cảm ơn chú nhiều. Dạ. Trời ơi. Phải nói là nhìn chú rất là gần gũi luôn. Không ngờ là một vị khách VIP của Phan Diễm mà lại nhìn rất là gần gũi như này bạn Diễm à. Nhưng mà chú cho con hỏi thăm là chú theo dõi kênh tụi con là bao nhiêu lâu rồi chú? Biết bao nhiêu lâu rồi ở đó. Mấy tháng này còn cả năm nay bà coi đu. Có đu theo cả năm nay luôn. Nhưng dạ. Mà chú đã mua yến của con là phải trên một năm rồi. Thì đó, từ đó tới giờ coi. Dạ. Diễm còn mua bún nữa. Bún anh cô bán thời gian cũng dạ. Điện dưới mua thêm về về nữa. Đâu theo con được biết là chú Được không những mua của bạn Diễm không, mà tất cả anh em trong team đó, mà đều mua hàng hết. Dạ, không hỉ nữa. Không hỉ giờ còn thiếu đang 500 đôi nữa kìa. Dạ, chú là vừa mới thay cái đợt đũa dùng. Chưa thay. Đang chuẩn bị để thay hả chú? Về đủ. Tức là sắp tới đũa của quán hủ tiếu mình là sẽ sang đũa cây thốt nốt hết. Đúng. Dạ. Wow. Chú nói là anh em trong cái hệ thống anh em mình bán cái gì là chú đều ủng hộ hết.
Nhưng mà cái này thì con xin phép được hỏi chú là cô chú dùng yến của con thì cô chú thấy chất lượng thế nào ạ? Được. Được. Hôm nay thì con xin phép là con giao hàng cho chú là có 2 ký tỏi tép này là con xin phép là được tặng cho chú. Không. Đó, cái này là con tặng. Sang quan. Có tính tiền là 3 hộp yến này thôi. À, yến thì vẫn là cái loại này ở đây thì phải nói là mình rất là cảm ơn chú. Ngoài việc là theo dõi video thì những mặt hàng của anh em mình thì chú đều ủng hộ hết các bạn ạ. Nhưng mà chú cho con hỏi là tiền hủ tiếu của mình đi chú là bao nhiêu lâu? Hôm nay nó 40 năm. 40 năm. Chú được xưa bán bên kia kìa, 16 năm, qua đây là 24 năm. Bởi là kêu ngã ba Việt Kiều, giờ cho anh ta muốn bán nón đó, nó còn ít quá. Cái không dạng ngay ngã ba đó, quẹo vô đó. Chắc quá đông khách Việt Kiều hả? Đậu xe đâu có được. Dạ. Đó, thành ra thôi giờ qua đây, mua đất giờ qua đây. Đây là đất nhà mình luôn ạ? À? Đúng. Dạ. Lúc mà sửa sàng làm đường, nó qua đây mua cách 50 cây này cũng là mày điên, sao mày mua 50 cây dữ. Ngày xưa đúng không chú, ngày xưa thì bây giờ lại ngon lành luôn ạ. À. Mà nữa, 26 năm. 26 năm. Anh bệnh là 14 năm. Dạ. Bán bệnh 14 năm, qua đây 26 năm. À, sao ở đây là dùng gọi là ngã ba Việt Kiều chú hả? Ngã ba Việt Kiều là đường đẳng á. À, ngày xưa là Việt Kiều mình đi về đó không? Là quẹo vô trong đó là ngã ba Việt Kiều. Dạ. À, là người Việt Kiều ở không ạ? Người Việt Kiều ở hả? Hồi xưa là đây nè, khu này nè, là Việt Kiều đổ về đây nè, cho ở đây nhà dù. Dạ. Mỹ nó cho chơi dù cho ở. Dạ. Rồi nó cắt nhà xong nó cho vô trong ở. À, kêu là nhà Việt Kiều. Dạ. Nhưng mà anh Dũng nhìn vậy thôi, nhưng mà phải nói rất là thương chú là chú vừa mới xe. Mới té xe ạ. Chú là đang còn thứ hai này bỏ, thứ hai tới này nhập viện rồi mổ rồi gãy ba cục ba xương. Nhưng mà sao mà lại té nặng vậy chú? Biết sao mình khóc gì để đệm nữa. Nó có cái tì rồi, bây giờ đi cái xe với cái rác nó nặng quá, vừa ngựng vậy là ngã xuống đè theo lúc nằm luôn. Tức là người ta đụng vào mình hay đó là tự về nhà rồi tự ngã. Xe thắt nặng quá thì con ngồi này nó bị đau nay 3 tháng mấy nay rồi, nó đau. Thế có gì để đẹp nó hành đó. Nó chú được có thể rồi. Cho con hỏi là năm nay chú được bao nhiêu tuổi không chú? Nếu là tuổi trong giấy là năm nay là 66 rồi. 66. Mà thứ hai này là bắt đầu đi mổ lại hả chú? Thứ hai ngày mai này bắt đầu đi xuống dưới đi thử máu hả chú? Không phải, xét nghiệm thử máu rồi hết rồi, đóng viên lấy về rồi kìa. Thứ hai này dưới đi dưới coi như nó đo lại coi cái sức mình mà để mổ này kia ok không? Phải kêu cái gì gây mê á. À, nó coi gây mê coi mình cái nhiệt độ mình á chịu cái khả năng cái loại nào 5 dạ. triệu với 10 triệu hai dạ. gói cái gói nào dạ. À, cái gói 10 triệu thì mình có bệnh nền á dạ. thành ra nó phải hút nhiều chút xíu dạ. À, mà chú mổ thì là cứ bồi bổ yến á chú ạ, thì nhiều khi là nếu mà mệt chú ăn uống không nổi thì chứ yến dâu nó thà bao thêm thì có gì nấu vô kêu còn 3 hộp, nhưng mà bữa tại vì bữa là chú đã lấy 5 hộp cách đây chắc cũng gần đây thôi, nhưng mà con dâu của chú kêu là ba lấy thêm về đi để con nấu cho ba uống tại vì chú là chuẩn bị mổ ấy. Dạ. À, con chúc chú là nhiều sức khỏe này. Rồi, lại là mình là phải đủ cái sức khỏe để mà trải qua cái đợt này cho nhanh khỏe ạ. Thực sự là chú Được cũng là một khán giả rất là đặc biệt, nên là nhân tiện đây là mình xin phép là hỏi thêm chú đi, tại vì là chú Được có thể chia sẻ là ví dụ như xem kênh con ấy, thì chú Được là ấn tượng cái điều gì không chú? Ấn tượng cái gì cũng ấn tượng. Cái gì cũng ấn tượng. Nhưng mà nhất là hải dạ. Rồi ăn cực ăn khổ cỡ nào cũng ăn hết dạ. Rồi đi Sapa thấy làm phước làm này kia với người ta thấy cũng mừng dạ. Cái ngày đám hỏi là bữa coi không buông luôn nha. Rồi có hai đệ tử nữa Tú với ai? Tú với Nghĩa. Nghĩa là thế á. Dạ, anh Tú anh Nghĩa. À, nếu mà phải đêm nào không gặp nó ghẹo. À. Đó, thằng nó này ngon nha. Ở dưới rồi chú à. Thằng nó này ngon ha, đi mô tô còn ha. Dạ. Nó này lâu lâu đi lặng ngoài chú, đừng vỡ dạ. con chú. Vừa biết đi xe đó là anh Tú vừa mới chạy đi lấy tỏi đấy chú à. Dạ. Ghẹo nó, đưa về ai đúng mà phải đổng ghẹo nó lắm. Dạ. Có bữa gặp, có bữa không. Dạ. Chú Được có thể chia sẻ một chút về cái quán hủ tiếu của mình, là hồi đó mở ra là nó nổi tiếng luôn hay là một thời gian mới nổi tiếng như bây giờ chú? Từ xưa tới giờ chưa đẻ nó mà nay con nó đại học rồi. Con nó đại học rồi đó. Con của anh nó đại học à, một thằng lớp 10 ở Nguyễn Quyến, thằng đại học ở Thủ Đức 41 tuổi. Còn thằng Út 37 tuổi mới có đứa con.
đi cho gái đó. Nhưng mà từ ngày xưa là một tô hủ tiếu của mình là bao nhiêu tiền chú? Nói hồi xưa cũng được, tô 3 ngàn. 3 ngàn một tô hủ tiếu? À, dạ. Đặc biệt 5 ngàn. Dạ. Bây giờ bao nhiêu rồi chú? Giờ đặc biệt là 60. Tô thường là 50, nó có bảng giá. Chú có ghi bảng giá rõ ràng luôn, nên là các bạn yên tâm. Ngày xưa là chú có đi học nghề ở đâu không chú? Ừ, để làm nghề của bà chị vợ. Bây giờ hồi xưa nghề bánh bao. Đi làm bánh bao, làm cho quẩy, đi làm mướn cho người ta. Đó. À. Thấy bà quái, bà kết cho bà gả luôn. Ủa? Thế là vợ chú là con gái của chủ cũ của chú? Hủ tiếu xưa không dám. Ngày xưa là mẹ vợ của chú. À, mẹ vợ của chú. Nghề hủ tiếu. Là nghề hủ tiếu. Nhưng mà cô là bà ngoại là thấy là kết chú nên là chọn chú làm con rể luôn, không truyền lại. Bánh bao. Nghề của chú là ngày xưa làm bánh bao hả? Bánh bao, quẩy. Dạ. Làm thuê cho ta mấy quán cà phê á, dạ. Xưa đó. Nhưng mà chú là bắt đầu truyền lại cho anh đây là mấy bao nhiêu năm rồi chú? Nó từ nhỏ tới lớn mà đi học về là coi như là nó vô nó làm rồi, nó đứng chạy bàn này kia riết là nó vô nấu luôn. Còn chú là lui về hậu trường là bao nhiêu năm rồi ạ? Mới bỏ 2 năm nay, không đứng, hai giò đau, yếu không có đứng. Chú là bị mẹ con cũng bị thất vì địa đềm. Xong rồi chú bảo là bây giờ mẹ con không mổ à? Không, bây giờ đăng ký mổ, không mổ được. Để dưới con teo. Teo chân hả chú? À, teo cơ hết. Rút. Yếu. Bỏ yếu giờ chân yếu xìu, bỏ giống nít vậy. Sao ai đi ngang hả cái dây con té. Con chỉ mong là chú là khỏe khoắn, nhánh hết à? Thôi giờ nói gì nói rồi hết rồi vô. Dạ. Tô tiếu em. Dạ. Cảm ơn chú. Ăn từ tô tiếu. Dạ rồi. Dạ. Dạ. Cảm ơn chú nhiều. Dạ, cảm ơn chú nha, để chú nghỉ ạ. Đây các bạn coi chú bây giờ là lui về hậu trường ở trong nghỉ ngơi. Chân thì cũng vừa mới té mà lại còn thứ hai là đi mổ thay khớp. Tối thì để chỗ khô ráo giúp em ạ. Dạ dạ dạ. Cái này là hôm nào làm nước chấm hay là đi xong cái công việc. Dạ chú nghỉ nha chú. Thôi. Thôi cảm ơn chú nhiều. Cảm ơn chú. Thôi. Dạ. Em chào anh. Anh là 41 tuổi anh chú. Anh là 41 rồi ạ. Hồi nãy khi mà mới vào thì mình nghĩ là anh hai mấy hoặc là 30 thôi. Nhưng mà không ngờ là quá trẻ các bạn ơi. Mà mình nói hai mấy 30 ai cũng cười. Rất là trẻ. Thơm quá. Khi mà vào cái quán hủ tiếu này, cái điều đầu tiên mà mình ấn tượng đó là cái mùi thơm, cực kỳ thơm luôn. Và thứ hai nữa là anh đứng làm thì cái phong thái cũng khá là đặc biệt. Quán của mình là bán từ mấy giờ vậy anh? Từ 5 giờ sáng. 5 giờ sáng hả? À, mấy giờ là hết anh nhỉ? 10 giờ rưỡi. 10 giờ rưỡi khuya. Thế là gần như là bán cả ngày luôn. Ai chấm mặt thêm 2 giờ trưa là 5 tô hay anh? Cái hướng của quán này là từ hướng trên Tây Ninh đi xuống. Còn từ dưới thành phố lên thì... Từ cầu vượt An Sương đi xuống đây khoảng 15 cây. Ở đây là mình có những loại hủ tiếu gì anh nhỉ? Hủ tiếu, mì, bánh canh, dạ. Mì gói. Dạ. Còn đặc biệt nhất là cái gì anh? Đặc biệt nhất là buổi sáng là xí quách. Ở xí quách. Với lại đầy đủ. Đấy, anh là còn một nồi xương bên kia. À, cái xương này là khác mà cái xí quách là khác nữa nha. À, đúng rồi. Nếu mà gọi là cao điểm thì một ngày mình bán bao nhiêu ký xí quách à? À, xí quách thường ngày chắc trung bình bán khoảng 50 tô à. 50 tô. À, khoảng tại cái một phần đó là 60. Thường là lúc nào cũng nằm hết á. Lúc nào cũng nằm dưới. Em nghe chú nói là ngay từ hồi bé là khi đi học về là anh đã lao vào phụ chú rồi. Có nghĩa là anh thích cái nghề này, đam mê từ bé rồi hả? Nên là bây giờ là đệ tử chân truyền của chú đấy. Cái này là cứ hầm tới nửa đêm đúng không anh? Không. Nghĩa là cứ liên tục đúng không anh? Giống như là cái này nó mình nhớ ra, mình lấy xương mới, mình bỏ vô. Lưng phiên. Ở đây là có một cái loại là tỏi xong rồi phi dầu lên để cho hủ tiếu thì vài bữa cho dùng cái tỏi lý sơn này các bạn. Ờ cảm ơn. Khách vào nồng nượp luôn kìa. Hai bật xương. Trời ơi.
quán hủ tiếu này khi mà mình biết tới quán A Được thì mình có sở thông tin thì đây là một trong những quán hủ tiếu mà có tiếng và nên thử nhất khi mà đến với Củ Chi đấy. Và nằm ở vị trí cũng khá đặc biệt, đó là ngã ba Việt Kiều. Bớt cái nồi nước đi. Bây giờ tô hủ tiếu. Nói là xương nhưng mà thịt rất là nhiều luôn. Lát ra. Vô bàn ngồi đi, chút có người hỏi. Khi mà vào quán thì các bạn vào bàn ngồi sẽ có người order. Còn anh là tên gì ạ? Mình tên Hên. Anh Hên. Anh Hên là sẽ có nhiệm vụ là làm các cái tô hủ tiếu cho các bạn thưởng thức. Bé gái của mình hỏi chú là con gái của anh luôn á. Nhớ cái thả bình xương xuống. Nhớ cái múc cho nó đầy lên. Nhìn anh Hên là mình không nghĩ là trên 40 tuổi đâu. Mà lại đứng bếp nữa. Cái công việc là rất là áp lực. Cái xương này là thường mình lấy xương gì anh hả? Xương á, rồi mình chặt ra nhỏ từ dạ. Nhà chặt luôn. Không, nó cái chị giấu đen một cái xương vậy đó, sống cho. Thôi thực sự là cái mùi thơm ở đây là cực kỳ đặc biệt luôn. Anh cũng thấy không, cái thịt này là cái thịt xay á. Anh chỉ cần trụng cái này để cho thứ nhất là nó ngọt nước, với lại là cái thịt nó không bị khô anh ha. Đúng rồi. Anh chỉ cần trụng qua trụng lại á, giống như bò tái. Trụng qua đây nè, trụng qua đây. À. Trụng cho nó chín rồi mình mới đổ qua. Dạ. Là như này. Ui. Đấy. Thực sự là ngày hôm nay là mình nghĩ mình hên đấy. Quán A Được là quán đầu tiên mình review trở lại sau khi mà mình đi xuyên Việt một tháng. Thì mình gặp chú Được và anh Hên. Thì mong là team Phạm Dũng những ngày tháng tới sẽ gặp Hên nhiều. Làm cái gì cũng Hên cũng được. Nhưng mà anh Hên là đứng đây từ sáng tới tối luôn. Dạ không, ở nhà có 3-4 ca thế thôi. 3-4 ca. Anh là lúc nào cũng ca cố định là ca này hay là đúng rồi, cố định ca buổi trưa chiều tối. Trời ơi. Mình thích cái cách họ làm cái thịt bằng này nè. Rồi một chiếc xương về bánh sống. Cái hai cách, xương một lạc về bánh sống luôn. Cái cách trụng cái thịt bằm vào nước lèo sôi và bỏ vào tô hủ tiếu luôn làm cho mình nhớ tới cái món bánh lọt tiều mình ăn ở Cà Mau mà bạn anh cua từng dẫn mình đi các bạn. Thì họ cũng trụng cái thịt tươi vào nước luôn. Ăn nó ngọt, nó mềm, không bị khô. Thơm quá. Ôi. Giờ này là khách cao điểm đấy. Hai xương một thịt đấy. Hai xương một nè. Em thấy nhiều xe du lịch và xe gia đình ghé vào ăn đây nha. Dạ đúng rồi. Khi mình đi các huyện ngoại thành này hoặc là đi các tỉnh này mà mình thấy xe du lịch hoặc xe gia đình ghé vào ăn đông là biết quán nó uy tín rồi. Mọi người truyền tai nhau các bạn. Dù mình làm về thì không cần làm chính cho người ta. Ta về ta tự hâm lại. Giống như người ta để bánh sống về người ta là ta tự làm lại. Về làm nó phải ăn nó mới ngon. Đấy. Mười hai đủ chưa? 12 đủ chưa? Đứng đây ấy là cái mùi nước lèo rồi cái mùi thịt nó cứ thơm phức rồi các bạn ơi. Cái giá này ở Dũng này, cái giá này rất là giòn luôn nha. Cái này cái sợi dài này này và hơi thon thon này này. Có 10 ba không đặc biệt, có một đôi bánh này. Giá này ăn giòn lắm. Nếu mà các bạn ăn hủ tiếu khô á, mà mình ăn cái giá này đừng có trụng nha, để ăn sống rồi nó mới giòn ngọt. Đúng rồi. Chị thích hủ tiếu khô hay là hủ tiếu nước chị? Khô nước gì cũng thích hết á, nào cũng ngon hết rồi. Đây nè, tỏi kìa. Cái này là tỏi phi này. Ai nào mà mua tỏi Lý Sơn này sẽ làm thế này nha. Hy vọng là sắp tới chú Được sẽ cho tỏi Lý Sơn vào cái tô tỏi phi này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mình anh được là quán chuyến hết cái khu vực này luôn. Mà anh làm thoăn thoắt luôn các bạn, làm quen tay rồi. Mình thấy mọi người có vẻ thích ăn cái kiểu thịt đó thì sao? Nấu ra là nó bằng nó tươi và nó ngọt. Ngày được khoảng bao nhiêu ký thịt xay á anh? Nói chung là làm để sẵn vô nồi một. Nhiều lắm. Ngày chắc rồi. Nồi lớn rồi. Ký không anh? Rồi cũng hơn rồi. Ồ, nhiều lắm ấy. Nhìn cái cách anh được làm á, mình không nói gì mà các bạn cứ thử quan sát vào từng cái hành động của anh Hên làm đấy các bạn. Thì cảm thấy là anh làm rất là chu đáo, tỉ mỉ và có một cái sự đam mê ở trong đấy, sự nhiệt huyết ở trong cái cách làm của các bạn. Làm hàng ăn này mà ai mà không đam mê, ai không tâm huyết là không chịu nổi đâu. Đầu tiên là cái nóng của bếp, và thứ hai nữa là dọn dẹp rồi áp lực của khách hàng nữa. Nhớ loại nào với loại nào nữa anh. Một người không hành, một người không giá. Nhớ chứ, người chạy bàn họ phải nhớ. À. Dạ. Người chạy bàn họ khách phải nhớ. Giá này cô vừa mới vớt ra này. Giá này nó giòn lắm cô ha. Dạ. Nhìn cái giá này là thèm ngay tô hủ tiếu khô rồi. Giá này là dạ. Rất là giá sạch đấy. Cô cũng dễ thương vậy. Cô bao nhiêu tuổi đây cô? 67 rồi. 67 à? Cô nhai chầu hay nhai gì cô? Dạ. Ăn quẩy. Mình sẽ chờ anh Hên làm hết cái lượt này là tới lượt Phạm Dũng này. Phan Diễm là muốn ăn một tô hủ tiếu nước đầy đủ hết tất nhiên. Bình thường là Diễm hay đi ăn hủ tiếu khô lắm. Nhưng mà hôm nay mình nhìn mình quan sát cái cách anh làm ấy. Đó là Diễm để ý là hủ tiếu nước xong rồi cái thịt bằm nó bỏ vô nó ngon lắm các bạn. Sơn là lúc nào cũng liên tục. Mình có cái này lên, mình thả nồi sơn dưới liền. Như cái nồi này vừa bắt ra là nồi kia lại nấu hả? Đúng rồi, nồi kia là thả vô liền. Nấu luôn phiên ấy. Mình làm luôn phiên như vậy thì nó mới ngon rồi đúng không? Đúng rồi, nó mới ngọt nước được. Ôi ơi, các bạn nhìn này. Đây là tô này đủ anh? Này tô tiêu lòng. Hủ tiêu lòng. Tô này là bao nhiêu ạ? À? Dạ 60. 60 ngàn. Tô tiêu lòng đúng không? Có tô lòng không? Rồi, bỏ bánh hồng khô. Rồi, tắt được tô giá 2 tô lên bánh. Tắt được thêm mấy giá cho bánh hồng nha. Từ trung tâm thành phố mà hồi nãy mình chạy đến đây thì mất khoảng 25 phút là dễ mà. Từ ngã tư Sương số này khoảng 15 cây. Có điện điện lực cũng chi. Đường đi thì rất là thuận tiện luôn. Bây giờ thì cái khu vực ngã tư An Sương thì thông thoáng rồi. Nên là nếu mà ai mà xem một clip này mà thèm thì tới đây ăn là rất là hợp lý nha các bạn. Chứ sao cho em cũng không nhé. Đúng là thật sự luôn, cái cách làm này Diễm nghĩ là nên đặt một quán ở trung tâm để mọi người đi ăn cho tiện các bạn, chứ ai mà ở trong khu vực trung tâm mà chạy lên Củ Chi này thì nó hơi xa một tí. Nhưng mà cái việc đầu tiên dù có bất kỳ chi nhánh nào thì phải lên quán này ăn cái đã. Ở đây có một hũ tỏi nữa nè. Em nghe nói là mọi người lên trên này là thích ăn cái ớt ngâm lắm. Dạ đúng rồi, đây là ớt ngâm đặc sản của quán này vậy? Đặc sản của quán. Tại sao đây là đặc sản anh hả? Không biết nhưng mà giống ăn, như là ăn cái, kèm cái, nó ngon. Cái gia truyền vậy đó của ông già ông làm từ đời ông ngoại đó giờ. Ớt ngâm cũng là ớt ngâm gia truyền từ đời ông ngoại mà các bạn nhìn này. Cái này mà các bạn ăn ớt mà kèm với cái miếng phèo các bạn nó ngon. Cái cách ngâm ớt. Đúng rồi, hồi phải xin nhanh nhờ chú được là chỉ cách ngâm ớt để về bỏ ớt với tỏi vô ngâm chung. Tỏi ớt Lý Sơn. Thực sự là những ngày này các bạn này, thời tiết Sài Gòn là cực kỳ nóng luôn. Mình đứng bình thường, mình ngồi bình thường, mình bật quạt đã khó chịu rồi. Huống hồ thì là đứng bếp như này thì mình nghĩ là cái vị trí đứng bếp để làm hủ tiếu vào những ngày này là cực kỳ vất vả luôn các bạn. Năm câu có hai đồ chung lớp bánh cho bà già. Chỉ xe đậu cái gì không? Đấy, xe du lịch là ra vào liên tục.
tiền này. Ca của anh Được là chắc là ca đông nhất trong ngày đấy. À, à ca của anh Hên, ca của anh Hên. Sáng với chiều tối là bắt đầu đông, giờ này giống như giờ cao điểm. Cái giờ này là cần cái sự tập trung cao độ. Bây giờ mình cứ lâu lâu là bị nhầm anh Hên với chú Được. Mình sẽ đợi bạn Diễm review xong và Phạm Dũng sẽ gọi một tô. Được rồi, đâu, được rồi, nghe đó, đó luôn, được rồi, động cái đó luôn. Được rồi, đừng có nghe nữa. Vừa làm mà còn vừa điều khiển được xe đậu ở ngoài này. Đó 32 luôn, ta ngồi đi. Nhanh tay, nhanh mắt các bạn. Rồi, xong rồi, tính tiền. Em là xin phép gọi một tô đầy đủ ạ, tô nước. Tô nước đầy đủ. Trong tô nước đầy đủ thì có phèo không anh? Có phèo, gan, phèo, thịt, xương đầy đủ. Hồi nãy mình nhìn thấy tô hủ tiếu phèo mà thèm chảy nước miếng luôn. À, đây này. Wow. À, kêu số 10 đi Hiếu. Số 10 là kêu 3 câu đặc biệt tô. Ở đây ai số 10 3 câu không? Rồi của em ăn được thì đầy đủ không? Dạ. Hai bạn này. À, em sẽ ăn sau khi bạn Diễm ăn xong. Em đã nấu rồi ạ. Rồi để nấu cho bạn thì một tô đầy đủ ăn trước nha. Đúng là 60 đúng không anh? Dạ. Ba tô đặc biệt tô thôi. Ba tô đặc biệt nữa kìa. Ba tô đặc biệt tô tám nấu tô rồi. Tô mà bạn bạn đó là cái gì anh? À. Cái bạn bạn đó là anh cho gì anh? À, cải. Cải sao bấu đúng không? Đúng rồi, tôi kêu là sao bấu đúng rồi. Dạ. Em ăn khô hay nước? Em ăn khô. Không quá. Múc nước lèo lấy giá. Cái tô của bạn Diễm gọi là tô đầy đủ. Còn một loại tô nữa là tô đặc biệt đúng không anh? Dạ đúng rồi. Tô đặc biệt là giống như mình có giá ra ở trên mạng đó. Đặc biệt cũng là 60 thôi. Dạ đúng rồi. Bình thường thì 50, đặc biệt 60, lòng thì 60. Ở mà đây đầy đủ và đặc biệt là bằng giá nhau. Số 3 kìa. Số 3 5 tô xương có 2 tô khô. Có cái menu của trên kia. Đó, đi đi. Đây em đưa cho bằng số 11. Lấy tô khô đi. Rồi khô đặc biệt của anh nè. Dạ. Cho một cách kiếm không của khách của tôi mình nước mà. Cái tô vừa rồi là của khách khác đúng không anh? Của bạn à, em ăn tô nước mà. Em ăn nước à? Dạ. Rồi nước nha, đem lại đem để tô nước rồi, em ăn cả hai luôn. Review cả hai tô luôn. Rồi hai tô. Rồi làm tô nước nữa. Dạ. Rồi cái đèn. Giờ này đứng đây là đói cơm cao rồi các bạn. Thôi thổi đi, bữa khác đưa. Hỏi đi Đen ơi, bữa khác cũng được. Rồi đưa cho các bạn số 9 một con nữa đi. Cái ớt ngâm chua là chỉ đặt ở đây thôi hay là ở bàn đều có anh? Mỗi bàn đều có. Mỗi bàn đều có. Ở đây là mình thấy là có một hũ ớt ngâm chua này, để sẵn ở đây. Số 9 tô nữa. Của bạn Diễm là còn một tô nữa. Đây rồi. Đây. Và tô này có gì? Hôm nay là rất là nhiều điều bất ngờ khi mà mình tới quán của chú Được nè các bạn. Đó là cái nước chấm này. Lần đầu tiên mình thấy cái nước chấm như này các bạn. Dạ thí tiêu. Như một dạng muối tiêu bạn Diễm à. Đúng rồi. Để mình chế nước mắm thôi. Mà anh Dũng
Con cảm ơn chú. Đi. Dạ con cảm ơn ạ. Con cảm ơn chú. Dạ. Đây các bạn thấy là đi ăn hủ tiếu mà tiền lại còn phải trao tay nữa này. Ờ các bạn thấy lọc lá chưa? Đây là tiền Yến các bạn ạ. Con cảm ơn chú nha. Cảm ơn chị. Chú bảo là để chú gửi tiền Yến để ăn cho nó mạnh miệng. Chú là cực kỳ tinh tế luôn. Đúng rồi. Trước khi bạn đi ăn hủ tiếu là chú còn trả tiền hàng trước nữa cơ. Đó, còn cái này là sâm rong biển. Ở đây thì có cả cái trà chanh gừng này, rồi cả sữa đậu, nói chung là nhiều thứ lắm. Cứ 15 ngàn một chai nha. Vô. Mời các bạn, mời bạn nha. Wow. Ngon nhỉ. Cái điều đầu tiên là mình thích cái độ ngọt. Yeah. Ngọt rất là vừa luôn. Và thứ hai nữa là thơm. Hôm nay là Diễm phải tranh thủ uống cái nước mát tại vì cái mụn mụn nó sưng khá là to các bạn ơi. Cái chị hôm nay là phải đi mua thuốc uống luôn anh Dũng để cho nó gom lại tại vì chị nó nói khả năng cao là cái mụn này nó sẽ sưng bự, nó hành sốt á. Nên là phải uống thuốc. Đấy. Để, cảm ơn chú. Cảm ơn chú nha. À, đây thì chắc là Diễm sẽ tranh thủ ăn một cái tô khô trước nha các bạn. Trong này thì Diệm ấn tượng nhất là cái tỏi phi này nè, với lại cái tóp mỡ. Đó. Mà cái sợi hủ tiếu ở đây là cái sợi nhỏ nha anh Dũng. Sợi nhỏ nhỏ vừa vừa nè. Rồi trong này có cả một miếng sườn nè. Rồi cái thịt lát nè. Rất là nhiều thứ luôn. Khi mà mình ăn hủ tiếu khô á, thì cái điều đầu tiên là mình phải tranh thủ là mình xé sợi hủ tiếu ra. Chứ không là một hồi nó sẽ dính cục các bạn. Với lại Diệm đố anh Dũng nha. Nếu hủ tiếu khô ở đây sẽ khác với những loại hủ tiếu khô mình hay đi ăn là điều gì? Mình nghĩ đó là cái sợi hả bạn nhớ? Cái màu ấy. Bình thường người ta hay xịt nước tương vô này kia để cho cái màu... Cái nước sốt á. Đúng rồi. Cái màu của nước sốt là khác. Bình thường mình sẽ hay gặp một cái màu nước sốt nó sệt sệt và cảm giác cái màu như tương đen ấy. Đúng nhưng rồi. Mà ở đây là không có cái màu đấy. Ở đây mình sẽ tự dùng nước tương nha. Vì em sẽ pha với lại cái chén mà chú cho này. Rất là thương bạn Diễm luôn. Ngày hôm nay là bị mụn này, bị nóng trong người này. Còn đi đám cưới, gặp lại đồng nghiệp cũ nữa các bạn. Combo luôn. Cái mùa này ở trong phía Nam là nóng gắt lắm các bạn. Ai mà đang ở khu vực phía Nam thì sẽ cảm nhận được cái nóng, cái ngột ngạt của thời tiết vào những ngày này. Thì rất là cực cho các bạn nữ luôn. Con trai thì nắng gió như nào cũng không quan trọng. Nhưng mà các chị em là phải bảo vệ sức khỏe cực kỳ vất vả. Cái ớt này gọi là ớt đặc sản gia truyền nha các bạn. Là quan trọng là cái cách ngâm đấy. Thì Diễm cũng dầm ở đây nè. Là cái nước này. Diễm sẽ cho chan một xíu nước tương vào trong này. Đó. Cho nó có màu nó hấp dẫn. Khi mà đến với cái tiệm hủ tiếu này thì cái điều ấn tượng đó là mùi thơm. Đây bây giờ mời cả nhà nha. Để xem là hương vị hủ tiếu mà 40 năm rồi thì sẽ như thế nào. Mời các bạn. Mềm. Đây. Nhưng mà anh Dũng biết sao? Mặc dù á là cái này không có nhiều nước sốt nha các bạn, nhưng mà cái hương vị của cái tô tỏi lúc nãy á, cái tỏi mà dầu mỡ người ta phi lên á, nó làm cho cái sợi hủ tiếu cực kỳ thơm luôn. Đậm đà, không có bị nhạt đâu. Ở Sài Gòn thì có rất là nhiều cái tiệm hủ tiếu Nam Vang mà nổi tiếng các bạn, ở khu vực trung tâm. Nhưng mà mỗi tiệm lại có một cái cách làm khác nhau. Nên là khi mà mình đi ăn thì mỗi nơi sẽ tạo cho mình một cái cảm nhận riêng các bạn, không nơi nào giống nơi nào. Và ngày hôm nay mình tin chắc rằng quán hủ tiếu của chú Được đó, cũng là một cái hương vị hoàn toàn khác biệt luôn. Cái sợi này á, do là cái sợi hủ tiếu nhỏ cho nên là cảm giác mình ăn nó rất là mềm. Mềm nhưng không bở nha các bạn, mềm dễ ăn. Gan này, thịt nạc rồi phèo này. Bạn có miếng phèo này. Đúng rồi đây. Nãy quên mang củ tỏi theo nè. Bỏ này tỏi vô các bạn ăn nước chấm á. Các bạn cho vào và lột tép tỏi bỏ vô. Hay là ăn mấy ngày hôm nay bạn sẽ ăn tỏi nhiều quá. À không, hôm bữa mình bị là hôm đó là mới bắt đầu ra Lý Sơn một hôm đầu tiên, hôm thứ hai thôi. Đã có dấu hiệu rồi mà anh Dũng. Khi mình về tới Sài Gòn là mình mới bị nè. Ớt ngâm chua này mà kẹp với một tép tỏi nữa thì tuyệt vời. Thực sự là khi mà nhìn chú Được, chú vừa đi ngang qua mình rất là chú ý chú rồi. Sức khỏe chú thì cũng không còn được sung sức như trước đây nữa. Mà lại còn chuẩn bị đi thay khớp. Mà khi mà chú đã tin tưởng các cái mặt hàng của anh em mình phân phối đang bán như vậy thì mình càng chú ý chú hơn. Tại vì
khi mà họ mua thì đó là những sản phẩm mà họ bồi bổ sức khỏe, và từ sức khỏe đó lại phục vụ quán ăn, phục vụ gia đình, rồi lại xem ở kênh Phạm Dũng nữa. Mà cái quan trọng là chú đã dùng rất là lâu và số lượng gọi là rất là nhiều rồi các bạn. Nên là ngày trước đây á, khi mà mua đơn hàng đầu tiên á, là không phải chú không có gọi Diễm. Con gái, cái cô có mời chú có một người con dâu. Thì chị con dâu mới là cái người mà gọi điện thoại và chốt đơn của Diễm để Diễm gửi lên đây. Thì mãi sau này thì khi mà nhân viên bên Diễm là đi giao đây á, thì chú biết là quen rồi, chú gọi cho nhân viên Diễm luôn chứ không có gọi cho Diễm nữa. Tấp mỡ này các bạn này, tấp mỡ ngon à, không phải là bụng nha. Thực sự là đúng là ngày hôm nay là thiếu một tép tỏi đấy. Hơi thiếu tỏi. Mình nghĩ là ngoài củ dừa thì sắp tới bạn Diễm nên có một sản phẩm mang theo, luôn mang theo bên mình, đó là tỏi Lý Sơn. Thực sự là mình ban đầu mình cũng không nghĩ rằng mọi người lại mua ủng hộ tỏi Lý Sơn nhiều như vậy các bạn. Tính tới bây giờ là đã đi được khoảng tầm trong 3 ngày về Sài Gòn đi tầm khoảng cỡ 600 ký tỏi tép các bạn. Tỏi cô đơn thì số lượng không có nhiều thì nó cũng khoảng 100 ký thôi, nhưng mà riêng cái tỏi tép thực sự là cái bữa cơm dùng hàng ngày ấy, cái giá thành của nó lại phải mềm nữa. Mình và bạn Diễm thì đang có kế hoạch dự tính các bạn, nhưng mà mọi người có thể là góp ý bạn Diễm ha, là sắp tới là mình và Diễm có nên trở lại Lý Sơn để làm một chuyến đi gom nữa hay không. Cái gom tỏi tép thì dễ hơn rất là nhiều so với tỏi cô đơn rồi. Cái điều mà mình nhắm tới đó là làm sao tìm được cái tỏi cô đơn, thêm một chút tỏi cô đơn nữa mà chính gốc của Lý Sơn để phục vụ cái nhu cầu khán giả kênh Phạm Dũng. Có, nếu mà đi thì có hai cái mục tiêu mà mình cảm nhận được cái nhu cầu của khán giả. Một là cái tỏi cô đơn, hai là cái rượu mà bà con mình đã ngâm. Hai cái đó là hai cái mà mình thấy là mọi người cực kỳ thích luôn. Nên là theo các bạn thì bây giờ là Diễm thì không sợ vất vả nha các bạn. Chỉ cần các bạn cảm thấy là nó hợp lý thì các bạn cứ comment ở dưới đây. Nếu mà cái số lượng mà ủng hộ nhiều ấy thì chắc là mình sẽ đi một chuyến ra Quảng Ngãi tiếp nha các bạn. Ở Lý Sơn thì có hai hòn đảo lớn, một là đảo Lý Sơn, đảo lớn, hai là còn một hòn đảo nữa, đó là đảo bé, thì cũng trồng rất là nhiều tỏi. Mà đảo bé thì mình chưa quay bao giờ, và mình tin chắc rằng bên phía đảo bé sẽ còn nhiều hộ gia đình đang trữ cái tỏi cô đơn mà. Thế mà thì mình đang muốn là gặp các hộ gia đình ở trên đảo bé để thu gom cái tỏi cô đơn về cho khán giả kênh Phạm Dũng dùng. Bởi vì thực sự là khi mà mình bán rồi thì mình mới biết rằng rất nhiều khán giả kênh Phạm Dũng muốn mua cái tỏi cô đơn về để dùng làm thuốc, nhưng mà không biết mua đâu. Này là mọi người tâm lý các bạn là cứ hỏi ở ngoài thị trường á, nhiều khi là cả nhà không yên tâm. Còn đây là Diễm đi tận gốc, Diễm tìm tận nơi, đem về tận cửa hàng cả một hành trình, thì các bạn cũng yên tâm. Thực ra là mình rất muốn ra tận nơi để các bạn yên tâm mà sẽ không còn gì phải lăn tăn, phải thắc mắc nữa cả. Sau này dù sau này đi chăng nữa thì mọi người cũng hoàn toàn yên tâm. Tại vì khi mà mình mua một cái củ tỏi cô đơn về thì cái thời hạn sử dụng của mình khi mà mình ngâm, mình dùng á, đôi khi là 3-4 năm. Thì 3-4 năm sau, thậm chí là chục năm sau các bạn vẫn yên tâm về cái bình tỏi cô đơn. Đúng đấy. Đúng rồi, nếu mà là tỏi cô đơn để ngâm nha các bạn thì nó sẽ tầm khoảng nhiều, càng nhiều năm càng tốt. Còn đi mấy cái tỏi tép thì mình sẽ dùng tầm khoảng 9 tháng. Là các bạn thấy hồi nãy giờ một tô hủ tiếu đây rất là nhiều mà Diễm ăn gần hết luôn này. Nếu mà bây giờ để Diễm ăn á, là chắc chắn là nó sẽ hết sạch cái tô này luôn. Nhưng mà Diễm đang chừa bụng ấy, là để thưởng thức cái tô nước này nè. Đây là tô hủ tiếu nước. Khi mà các bạn gọi một tô hủ tiếu nước đầy đủ ấy, là sẽ có bao nhiêu đây topping này các bạn này. Thịt nạc này, phèo này, xương này, sợi hủ tiếu này. Hấp dẫn chưa? Anh Dũng có chảy nước miếng chưa? Đây này. Chảy nước miếng ngay từ khi bước vào quán rồi. Các bạn thấy này, một tô đầy đủ này thì cái lượng hủ tiếu rất là nhiều nha, topping cũng nhiều. Đấy, bây giờ Diễm sẽ thử nha. Mình cứ ấn tượng với lại cái tỏi phi ở đây nè, tỏi với lại tép mỡ. Mời cả nhà nha. Đúng kiểu là ngon từ thịt mà ngọt từ xương luôn á. Các bạn thấy là cái nước này người ta trần liên tục luôn, cái thịt bằm, và thứ hai nữa là cái xương ấy
cái xương là cũng phải là hầm từ sáng người ta bán tới chiều đâu, mà cứ bán xong một thao lại bắt đầu hầm một ký thao mới. Cho một tí giá luôn nha. À, cái giá này thì có rất nhiều cách ăn, mọi người thường sẽ trụng, nhưng mà nhiều người mà thích ăn giá, thường xuyên ăn giá thì sẽ không trụng để cho nó giòn. Nhưng mà khi mà quán người ta làm chuyên nghiệp rồi thì người ta sẽ có một cái cách để trụng giá làm sao mà nó không bị mềm đi, vẫn giòn, vẫn ngọt. Cái này gọi là giá tái, chứ không phải là tái giá. Giá tái có nghĩa là người ta chỉ làm nó có trần qua, nó vừa thấm một cái nước lèo thôi nha, nhưng mà nó không bị nhũn mà nó vẫn còn giòn. Thật ra Diễm rất là vui vì ở khu vực huyện Củ Chi này có rất là nhiều khán giả của kênh Phạm Dũng luôn nha các bạn. Nóng rồi Diễm ha. Nhưng mà có một cái thắc mắc mà mình với anh Dũng là cũng nói rất là nhiều lần rồi. Các bạn thấy là khán giả của kênh Phạm Dũng là có rất là nhiều quán ăn ngon, nhưng hầu như mọi người đều không kêu mình tới. Thì mọi người đã đông khách quá rồi nên thôi, chứ lại là mọi người chỉ xem video thôi chứ không ai kêu tới là có quán ăn ngon để mình đi quay. Mình sẽ thử cái tỏi này, cái ớt này này. Khi mà nãy giờ mình dầm thì mình cảm giác là nó cũng không quá cay, mà nó thơm thơm thôi. Ăn cái ớt ngâm này thì mình nghĩ là chắc là nó sẽ đỡ nóng, đỡ cay hơn là cái ớt tươi vậy mà. Mà ngâm này là ngâm kiểu ngâm giấm anh ạ. Nó. Thực sự là khi mà nói về khán giả kênh Phạm Dũng thì càng ngày mình càng cảm thấy biết ơn khán giả kênh Phạm Dũng nhiều hơn. Tại vì ngoài cái việc coi để ủng hộ tinh thần anh em mình thì mọi người lại còn bỏ tiền túi ra để mua các mặt hàng mình đang bán. Mà mình biết rằng trong cái thời buổi này ai làm ra đồng tiền cũng khó khăn vất vả các bạn. Mà mọi người đã bỏ tiền ra mua, thậm chí có những người từ nước ngoài về hay là từ tỉnh lên. Đặc biệt là các cô chú anh chị đi xa nửa vòng trái đất về đây để tới cửa hàng để mua. Cái mục đích duy nhất là mụ ủng hộ và muốn gặp trực tiếp mình và Diễm. Thì mình không biết phải nói như nào, chỉ biết là vô cùng biết ơn tất cả khán giả rất là nhiều đã yêu quý mình và Diễm. Thì đó cũng là cái động lực cũng như là cái áp lực để cho mình và bạn Diễm là phải cố gắng hơn nữa để có những cái nội dung tốt để mọi người xem giải trí. Chúng nên là mình sẽ cố gắng để, nói chung là cố gắng mọi ngày rồi các bạn ơi, để làm sao mà hoàn thiện. Và cái quan trọng hơn hết là có những hôm mà không có video các bạn, nếu mà khi mà không có video thì mong là các bạn phải hiểu rằng tụi mình có lý do nó cũng rất là khó, chứ ngày nào tụi mình cũng muốn có video để chia sẻ với các bạn hết. Ngay cả cái mụn về đang nhức nhưng mà vẫn phải đi tìm cái quán ăn thế nào để chia sẻ với các bạn. Đây là cái phèo này, nó là hủ tiếu ngon các bạn. Phèo ở đây thì họ làm theo kiểu hơi mềm mềm một tí. Đây, cái này là cái xương này, các bạn nói là thấy gọi là xương ấy, ảnh hay gọi là xương nhưng thật ra là cái này là kiểu cái phần bẹ xương, các bạn hầm mềm luôn nè, thịt non đấy. Cái điều mình rất tò mò là cái sườn này có mềm nhá, ngay cả trụng luôn. Như vậy là vừa ăn mềm luôn á chứ anh Dũng. Có một số nơi thì họ hầm nó chỉ là vừa đủ thì nó hơi cứng, mình không nhai được cái sụn. Khỏe người đúng không? Chiều ngày hôm nay là tiết lộ với tất cả bạn là bạn Diễm có uống thuốc để nó lặn cái mụn này đúng không Diễm? Và sau đó là bị say thuốc à? Do đói? Bị sốc. Sáng nay ăn không nổi nữa Diễm. Xong thế mình đi xe này, nhưng mà đói bụng á mà mình uống thuốc vô, tại vì nó đang bị nhức như này. Uống vô cái kiểu nó cồn bụng á bạn, không cái gì cũng cảm giác là cứ hơi bị choáng váng tí, muốn nôn á. May là hồi mình làm một chén mà nước chua chua ấy, nước lẩu á, đỡ. Hôm nay đi đám cưới, Diễm đi đám cưới của bạn thân vậy.
các bạn là mình cũng chúc mừng cho bạn Nguyễn Ly. Là hôm nay là bạn đã có em bé là 3 tháng rồi, dễ thương lắm. Hy vọng là bạn sẽ có được con gái, tại vì bạn rất là thích con gái luôn. Anh em mình tiết lộ cái tin này tại vì bạn Nguyễn Ly cũng từng là nhân vật trên kênh Phạm Dũng các bạn. Đã xuất hiện một số clip rồi, clip ăn dê tại Long An quê hương bạn Diễm này, clip ăn tôm hùm ở quán 54 Tân Sơn Nhì này, rồi một số clip khi mà thời đầu mà Phạm Dũng mới làm YouTube này. Nguyễn Ly là đồng nghiệp cũ của Diễm khi mà Diễm còn làm báo ấy. Nhưng mà mệt quá các bạn. Ngoài kia bây giờ là người ta đang rất là đông khách luôn á. Như vậy là Diễm sẽ tranh thủ là ăn thêm một tiếng nữa là mình ra hỏi thăm ảnh nữa các bạn ạ. Biết ra vào tấp nập chú được là vào trong nhà nghỉ rồi. Ngon quá nhỉ. Ăn mà tắt hồi hộp luôn á. Mà anh Dũng một hồi thì nếu mà gọi là để khuyên là nên ăn hủ tiếu khô, hủ tiếu nước thì hơi khó nha. Cái đó sẽ tùy cảm nhận của anh Dũng. Chứ bản thân Diễm là Diễm vừa thích hủ tiếu khô mà vừa thích hủ tiếu nước luôn á. Em cảm ơn anh Hên nhiều nha. Hy vọng là sau khi xem clip này thì sẽ có nhiều khán giả tới thưởng thức món hủ tiếu của anh Hên của chú được. Cảm ơn anh. Ở đây có cái số điện thoại nào để mọi người gọi không anh? Dạ có. Cái cây cho lấy cái cần các bạn. Lấy cái cần các bạn. Đưa nhắn thôi. Trên số điện thoại cho cái khăn á. Để chú lấy cái khăn giấy mà có địa chỉ cho mình coi. Không luôn anh ngồi luôn rồi. Mọi người còn mua mang về nữa này. Thực sự là ngày hôm nay mình rất là vui khi mà tới quán này để review các bạn. Tại vì đây là một quán vô cùng chất lượng luôn. Đây, có số điện thoại cho bạn. Đây, bóng giấy rồi. 0919669069 hoặc là 0906101509. Địa chỉ ở đây là 431 này, ấp Thượng, xã Tân Thông Hội, Củ Chi. Thì các bạn có thể kết hợp nếu mà thời tiết nắng nóng này, mình đi về Củ Chi này, mình ăn bò tơ Củ Chi này, xong rồi ghé uống nước mía khoai mì Củ Chi này, xong rồi buổi chiều mình về mình làm tô hủ tiếu nữa, là có thể là có một cái trải nghiệm ở Củ Chi. Và đặc biệt ở khu vực Củ Chi thì sẽ còn một địa danh rất là nổi tiếng của Việt Nam mình, đó là địa đạo Củ Chi. Hy vọng là các bạn có thời gian thì sẽ trải nghiệm khám phá Củ Chi nha. Thực sự là ngày hôm nay là một ngày mà mình phải nói là vô cùng biết ơn khán giả kênh Phạm Dũng và vô cùng vui luôn. Tại vì mình được mọi người yêu quý. Ngày hôm nay khi mà mình dành thời gian để ở ngay tại cửa hàng Phan Diễm để đóng tỏi thì mình gặp được rất nhiều khán giả kênh Phạm Dũng tới bạn Diễm à. Mọi người ai cũng yêu quý, yêu thương và động viên mình. Thực sự đó là cái nguồn động lực rất là lớn để mình cố gắng trong thời gian tới. Và nhân đây thì mình cũng phải cảm ơn đằng sau là có chú Được này. Cũng như là lời cảm ơn của chú Được dành cho chú Được thì cũng là lời cảm ơn dành cho khán giả kênh Phạm Dũng rất là nhiều. Nói bao nhiêu cũng không đủ thì mình mong là các bạn sẽ luôn đồng hành theo dõi kênh mình để anh em mình có những cái nội dung hay hơn nữa gửi tới tất cả khán giả. Anh Dũng những gì muốn nói thì anh Dũng đã chia sẻ hết rồi. Thì thời gian này thì mình sẽ cố gắng để khám phá ẩm thực ở đường phố Sài Gòn. Thì mỗi một cái vùng miền thì nó sẽ có một cái nét đặc trưng về ẩm thực khác nhau. Thì hy vọng rằng các bạn cũng sẽ cảm thấy vui khi mà mình khám phá ẩm thực ở đường phố Sài Gòn. Xong rồi sắp xếp thời gian xong thì tụi mình lại đi khám phá các tỉnh thành để chia sẻ với các bạn. Clip này thì mình cũng xin được phép kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong clip tiếp theo của mình nha. Bye bye nha. Còn sau đây là 30 giây quảng cáo dành cho hải sản Phan Diễm. Nếu mà các bạn yêu thương Phan Diễm thì hãy ủng hộ những mặt hàng của Phan Diễm để mình có thêm một tí kinh phí để đi quay những địa điểm ẩm thực, du lịch chia sẻ với khán giả của kênh Phạm Dũng nha. Hiện tại thì Diễm đang có các mặt hàng như là củ hủ dừa sấy khô này, yến xào, bạch tuộc, bào ngư, còi sò điệp, hải sâm, vẹm, nói chung là rất là nhiều những cái mặt hàng mà cao cấp và bồi bổ cho sức khỏe. Nên là các bạn nhớ ủng hộ Phan Diễm. Khi mà đặt hàng thì các bạn gọi điện thoại cho Diễm qua số điện thoại là 0981 128 578. Và cửa hàng duy nhất của Phan